Thế hệ idol Gen 4 xuất hiện với những nhóm nhạc đình đám và sở hữu nhiều thành tích ấn tượng. Tuy nhiên, tài năng của họ lại gây ra nhiều tranh cãi, có ý kiến cho rằng họ chỉ dựa vào nhan sắc để nổi tiếng, không có tài năng gây nổi bật như những thế hệ trước. Thế nhưng đánh giá như vậy có quá khắt khe với các idol Gen 4 hay không? Mặc dù không thể phủ nhận rằng các thần tượng K-pop thế hệ thứ tư đều sở hữu visual ấn tượng, nhưng cũng có rất nhiều cá nhân sở hữu tài năng đáng gờm không kém gì các tiền bối. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng với KD K-pop tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi thần tượng Gen 4 có thật sự bất tài như nhiều người vẫn nghĩ hay không? Giờ thì KD go! 1. Vocal dần được quan tâm từ năm 2018, từ đó khả năng hát live của các thần tượng Gen 4 cũng không ngừng trở thành đề tài bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn lớn nhỏ. Nếu nói đến boy group, sở hữu vocal đáng kinh ngạc thì không thể bỏ qua TXT, nhóm nhạc nam nhà HYBE, ra mắt vào đầu năm 2019. Ngay từ ca khúc debut, TXT đã khẳng định khả năng hát live ổn định tuy tuổi nghề chưa cao. Với thể lực tốt, TXT có thể vừa hát vừa nhảy ngon lành mà không bị hụt hơi. Thời gian trôi đi, năm chàng trai ngày càng trở nên hoàn thiện và tiến bộ hơn. Một cái tên khác là Stray Kids, nhóm nhạc được đánh giá là đa tài khi không chỉ có thể sáng tác, biên đạo mà còn sở hữu khả năng hát live cực đỉnh. Nếu theo dõi Stray Kids thì hẳn sẽ thấy được sự trau chuốt đến từng vấn đề nhỏ nhất trong mỗi sản phẩm của các chàng trai nhà JYP. Với yêu cầu cao về độ khó trong vũ đạo, nhóm thể hiện những màn hát live ngon lành, không bị đuối sức dù phải vừa hát vừa nhảy. Cứ lên sân khấu, các chàng trai lại gây được ấn tượng cực tốt với giọng hát đầy sức sống, mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho khán giả. Giống với TXT, ITZY ra mắt vào đầu năm 2019, khả năng hát live cũng không phải gà mờ. Dù vũ đạo có khó đến đâu thì các thành viên vẫn giữ được sự ổn định trong giọng hát. Đặc biệt, ITZY từng khiến khán giả sửng sốt khi hát live trong video tập luyện vũ đạo ca khúc Not Shy, quá hay và mượt mà. 2. Nhiều người ngưỡng mộ khả năng vũ đạo cực đỉnh của ITZY mà quên mất rằng nhóm cũng có khả năng hát live không phải dạng vừa. Các chàng trai đến từ KQ Entertainment nổi tiếng có khả năng hát tốt trên sân khấu dù âm nhạc mạnh mẽ và phải thực hiện vũ đạo phức tạp. Stacy ra mắt vào tháng 11 năm 2020, dù tuổi nghề còn trẻ nhưng lại được công chúng yêu mến nhờ giọng hát cực đỉnh. The Black Eyed Peas, nhà sản xuất âm nhạc của nhóm, các thành viên Stacy đều nổi bật từ ngoại hình cho đến giọng hát. Là một tân binh, Stacy đã chứng minh được tài năng của mình qua những màn hát live rất xuất sắc. Sân khấu ánh đèn của nhóm để lại ấn tượng tốt bởi các thành viên có khả năng kiểm soát giọng hát ấn tượng. 2. Rap. Rap là một kỹ năng được chú ý của K-pop. Nhiều thần tượng Gen 4 cũng đã liên tục cho thấy được tài năng rap đỉnh cao của mình. Được biết đến ngay cả trước khi ra mắt, dàn rap live của Stray Kids bao gồm trưởng nhóm Bang Chan, Jangbin và Han nổi bật với chất giọng đặc biệt, tạo nên điểm nhấn ấn tượng cho các ca khúc của nhóm. Với phong cách rap đa dạng linh hoạt, các rapper của Stray Kids dễ dàng hoàn thành tốt ở các concept từ nhẹ nhàng vui tươi cho tới mạnh mẽ và táo bạo. Khi nói về những rapper xuất sắc nhất thế hệ idol thứ tư của K-pop, chúng ta cũng không thể bỏ qua hai chàng trai Hoon Jung và Minji của ITZY. Cần phải có một tài năng xuất sắc để thực hiện một đoạn rap nhanh, rõ ràng, mạnh mẽ, đầy chất swag, và Sunwoo của The Boys là một trong những idol Gen 4 có thể làm được điều đó. Cậu chàng hoàn toàn có thể hạ gục khán giả chỉ qua phần like của mình. Dù là em út, nhưng mà trong shop của P1 Harmony đã chứng tỏ được khả năng rap cực ấn tượng của mình khi là quán quân chương trình K-pop Star mùa 6. Thực tế, chỉ cần cậu chàng rap liền tạo ra một sức hút đặc biệt. Nam idol có một cách thể hiện nhịp điệu khi rap khá thú vị và mới lạ, linh hoạt để phù hợp cho các concept khác nhau. Joy Hyun-sup, Yoshi và Haruto là ba thành viên trong rap live của Jisoo. Phong cách rap của họ rất độc đáo và khác biệt, khiến mỗi nhịp điệu trở nên hấp dẫn và dễ chịu khi nghe. Các đoạn rap có flow rất tuyệt vời, âm vực sắc nét và phong phú, làm cho quá trình truyền tải lời bài hát trở nên đơn giản đến kinh ngạc. Soyeon của G-Idle là một trong những idol sáng giá của Gen 4 về kỹ thuật rap. Cô nàng từng tham gia chương trình Unpretty Rap Star mùa 3. Sở hữu giọng rap đặc trưng và cách nhấn nhá câu từ siêu nghệ đã giúp cô nàng nổi bật trong các màn trình diễn. Soyeon còn từng gây ấn tượng cực mạnh khi thể hiện khả năng rap siêu nhanh với 8,32 âm tiết trên một giây. Trong Kingdom, nữ idol còn là một nghệ sĩ toàn năng khi không chỉ là rapper mà cô nàng còn tham gia trong quá trình viết nhạc của nhóm, thậm chí khả năng hát cũng rất là tốt. Thứ ba là dance. Một điểm thú vị trong các màn trình diễn của K-pop chính là vũ đạo.
Thực tế, ở K-pop có không ít idol có tài năng vũ đạo tuyệt vời. Thế hệ thứ tư đang phát triển cũng đã mang đến cho khán giả những màn trình diễn đầy mạnh mẽ và ấn tượng. Họ đã trải qua sự đào tạo để có thể thực hiện các bước nhảy phức tạp một cách linh hoạt. Minh chứng là một số idol K-pop Gen 4 đã để lại dấu ấn với khả năng vũ đạo chất lượng phức tạp, đòi hỏi sự đồng đều và kỹ thuật rất cao giữa các thành viên. Hyunjin, mảnh ghép quan trọng của Stray Kids, được biết đến là người có khả năng trình diễn trên sân khấu rất mạnh mẽ và kỹ năng vũ đạo phải nói là đỉnh. Video Artist of the Month trên kênh Studio Drum của cậu chàng có lượt xem cao thứ hai trong số các video đã được phát hành. BD của Studio Drum cũng đã chọn nam idol là nam vũ công giỏi nhất và được giới truyền thông gọi là thủ lĩnh biểu diễn của K-pop vì kỹ năng vũ đạo đáng kinh ngạc. Trước khi trở thành main dancer của ATEEZ, Woo-yeon là một vũ công chuyên nghiệp đã học nhảy hơn 7 năm và tốt nghiệp tại trường trung học nghệ thuật Hanlim. Với profile uy tín như vậy, không có gì ngạc nhiên khi cậu được công nhận là một trong những dancer nổi bật nhất K-pop Gen 4. Soo-yeon của The Boys được biết đến với ngoại hình sáng ngời, nhưng đó không phải là tất cả đâu. Main dancer của The Boys còn sở hữu kỹ thuật và khả năng kiểm soát cơ thể đáng kinh ngạc, khiến người hâm mộ phải trầm trồ mỗi khi cậu chàng đứng trên sân khấu. Sức thu hút và khả năng vũ đạo tuyệt vời của Yeon Jun, nhà TXT, là lý do giúp nam idol được mệnh danh là It Boy của thế hệ Gen 4. Hào quang tỏa ra mỗi khi anh cả TXT lên sân khấu, luôn khiến cho mọi người không thể rời mắt. Nói Yeon Jun sinh ra là để làm idol tuyệt đối không sai. Yeji của Itzy không chỉ có vẻ đẹp sắc sảo khiến người hâm mộ mê mẩn, mà cô nàng còn là một trong những thần tượng có kỹ năng vũ đạo ấn tượng nhất của Gen 4. Video Artist of the Month tại Studio Drum của nữ thần tượng hiện có hơn 50 triệu lượt xem, lọt top những video được xem nhiều nhất của Studio Drum. Thứ tư, khả năng làm chủ sân khấu. Thần tượng K-pop luôn được đánh giá dựa trên kỹ năng ca hát, rap và vũ đạo. Tuy nhiên, một yếu tố quan trọng khác cũng không thể bỏ qua đâu, đó là khả năng làm chủ sân khấu. Để trở thành một người biểu diễn xuất sắc, idol không chỉ cần giỏi ở mọi lĩnh vực mà còn phải có thần thái nổi bật khiến cho khán giả không thể rời mắt. Vậy thì những cái tên không thể không nhắc đến đó chính là Sunwoo, lead dancer của The Boys. Bằng những bước nhảy điêu luyện, cậu chàng đã thu hút được mọi ánh nhìn khi lên sân khấu. Tuy nhiên, ngoài tài năng vũ đạo, nam idol còn ghi điểm bằng nguồn năng lượng tích cực và sự bùng nổ không thua kém bất cứ thần tượng nào. Yeji của Itzy từ khi ra mắt đã gây ấn tượng với người hâm mộ nhờ khả năng biểu diễn cuốn hút nhất nhì Gen 4. Nữ thần tượng không chỉ mang vẻ đẹp độc đáo mà còn luôn tỏ ra nét thần thái hút mắt, tràn đầy năng lượng trẻ trung và tự tin. Vũ đạo mạnh mẽ của Stray Kids thêm phần cuốn hút khi kết hợp với thần thái đỉnh cao của Felix. Cậu chàng là một ví dụ điển hình cho hình tượng idol có hai thần thái hoàn toàn trái ngược. Một là khi trên sân khấu và hai là khi rời khỏi ánh đèn. Khi lên sân khấu, Felix trình diễn một cách điên cuồng và dữ dội nhờ đã sử dụng đến 200% nguồn năng lượng của mình. Nếu nói đến thần thái khi biểu diễn là một thiếu sót lớn nếu bỏ qua anh cả của TXT, Yeon Jun được mệnh danh là thực tập sinh huyền thoại của Big Hit, không chỉ vì giỏi đều ở các lĩnh vực mà còn bởi ngoại hình và thần thái trên sân khấu nữa. Nam idol có khả năng linh hoạt trong việc điều chỉnh biểu cảm một cách đa dạng, khiến cho khán giả bị cuốn hút và không thể rời mắt. Thứ năm, sáng tác và sản xuất âm nhạc. Các tân binh Gen 4 không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, kỹ năng ca hát, vũ đạo chuyên nghiệp mà còn có tài năng sáng tác cực tốt. Một số công ty giải trí hiện cho phép thần tượng của họ tham gia nhiều hơn vào việc sản xuất các sản phẩm âm nhạc. Đây là cách để thần tượng khẳng định tên tuổi trong làng công nghiệp K-pop đầy cạnh tranh. Dù tuổi còn rất trẻ nhưng nhiều thần tượng Gen 4 đã đạt được thành công đáng kể trong sự nghiệp âm nhạc. Vào cuối năm 2016, khi còn là thực tập sinh tại JYP, Bang Chan cùng với Chang Bin và Han đã được lập thành một nhóm nhạc hip-hop có tên Tree Raja. Từ đó bắt đầu đăng tải các bài hát từ sáng tác lên SoundCloud. Sau khi ra mắt với Stray Kids, Tree Raja đã trở thành một nhóm nhỏ. Thật không ngoa khi nói rằng hầu như tất cả các bài hát của Stray Kids đều được sáng tác và tham gia viết lời của bộ ba Tree Raja. Các sản phẩm âm nhạc của Stray Kids đa dạng về thể loại và phong cách, không bao giờ thất bại trong việc khiến cho khán giả kinh ngạc qua mỗi lần comeback. Đó cũng là một trong những điều đã giúp cho Stray Kids trở thành một trong những nhóm nhạc nổi bật nhất Gen 4. Đầu năm 2023, bộ ba tài năng này đã trở thành thành viên chính thức của Hiệp hội Bản quyền âm nhạc Hàn Quốc. KOMCA, đây là một cơ quan bản quyền phi lợi nhuận tồn tại để hỗ trợ nội dung và tác phẩm sáng tạo có bản quyền của các thành viên bằng cách bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của họ. Đứng đầu danh sách top 50 idol K-pop Gen 4 có nhiều bản quyền nhất trên KOMCA với hơn 100 ca khúc. Không chỉ Tree Raja, thực tế tất cả các thành viên của Stray Kids đều có thể sáng tác. Hãng Stay không khỏi tự hào về thần tượng của mình, đúng không mấy bồ?
Tiếp theo chính là Hongjong và Minji Kuwaitis. Kể từ năm 16 tuổi, Hongjong đã bắt đầu viết nhạc. Không giống như nhiều thực tập sinh khác, nam idol không có tham gia thử giọng cho KQ Entertainment mà được công ty chiêu mộ sau khi nhận được mixtape tự sáng tác của cậu chàng gửi. Sau này, Eden là nhà sản xuất âm nhạc của công ty đã thử thách Hongjong bằng cách cho một danh sách 200 thuật ngữ liên quan đến sáng tác nhạc và yêu cầu cậu chàng ghi nhớ chúng trong một đêm. Kết quả, chàng trai có vẻ nhút nhát này đã khiến cho Eden ngạc nhiên. Khi ghi nhớ tất cả sau một đêm không ngủ, nỗ lực đó đã giúp cho Hongjong trở thành học trò đầu tiên của Eden. Sau khi ra mắt với ATEEZ, Hongjong tham gia sáng tác và viết lời cho các bài hát trong album đầu tiên của nhóm. Tính đến bây giờ, nam thần tượng có tổng cộng hơn 90 bài hát bản quyền trên KOMCA. Minji ngoài là rapper chính và dancer, nam idol cũng là một thiên tài có năng khiếu sáng tác nhạc. Với hơn 80 ca khúc bản quyền trên KOMCA, Minji và Hongjong là hai thành viên tham gia viết lời chính cho hai album Zero Fever Part 2 và Zero Fever Part 3. Cả ba album đều lọt vào top đầu các bảng xếp hạng khác nhau. Không thể không nhắc đến Soyeon của Jiayu. Cô nàng viết và sản xuất nhạc từ năm 18 tuổi. Khi tham gia chương trình Pretty Brave Star mùa 3, nữ idol đã viết lời cho 4 bài hát. Sau đó thì Soyeon đã sáng tác và sản xuất đĩa đơn đầu tiên Jolie vào năm 2017. Khi ra mắt cùng với Jiayu với tư cách là trưởng nhóm, cô nàng đảm nhận vai trò đồng sản xuất trong ca khúc debut Latata. Kể từ năm đó, Soyeon đã tham gia viết và sản xuất hơn 20 bài hát cho nhóm. Ngoài ra, trưởng nhóm Soyeon còn đảm nhận vai trò nhà sản xuất và đặt tên cho album I Never Die với ca khúc chủ đề của Tomboy đạt thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc và nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội. Không thể phủ nhận rằng Soyeon là một nữ nghệ sĩ đa tài, thành viên đóng vai trò như át chủ bài của Jiayu vì không chỉ là rapper, ca sĩ mà còn là một nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc tuyệt vời. Ở tuổi 23, Kia của nhóm Wanwi đã có thể khẳng định mình là một nhạc sĩ xuất sắc khi tham gia sáng tác và viết lời cho rất nhiều bài hát. Tên của nam idol cũng thường xuyên xuất hiện tại phần credit trong các album của nhóm. Ngoài ra, nam thần tượng còn tham gia sản xuất các bài hát của các idol khác. Kia cũng đã tải các bài hát của chính mình lên SoundCloud. Hiện tại, cậu chàng có hơn 70 bài hát do chính mình sáng tác. Kể từ khi ra mắt, AB6IX đã đạt được nhiều thành tích đáng chú ý. Mặc dù tất cả các thành viên của nhóm đều tham gia sản xuất, tuy nhiên, Park Woo-jin và Lee Do-ri đặc biệt được biết tới với tư cách là nhà sản xuất chính của AB6IX. Woo-jin tuy là dancer và rapper trong nhóm, nhưng khả năng sáng tác của nam thần tượng cũng được đánh giá cao. Cậu đã tham gia viết lời cho các bài hát trong album đầu tay của nhóm Be Complete. Hiện tại, Woo-jin có hơn 60 bài hát bản quyền trên KOMCA. Còn về Do-ri, nam idol đã từng gây ấn tượng khi tự viết bài hát của mình cho cuộc thi Produce 101. Cậu chàng cũng đồng sáng tác ca khúc cho AB6IX. Ngoài ra, Do-ri còn viết nhạc cho các nhạc sĩ khác. Tính đến thời điểm hiện tại, Do-ri đã sáng tác hơn 50 bài hát. Thật khó để đưa ra nhận định chính xác về tài năng của tất cả các thần tượng Gen 4 vì mỗi cá nhân đều có những kỹ năng và thế mạnh riêng. Họ đang dần cải thiện mỗi ngày. Với sự phát triển của K-pop, việc có những nhóm nhạc mới ra mắt với phong cách và âm nhạc mới mẻ là điều tất yếu. Chúng ta hãy cùng chờ xem idol thế hệ thứ tư sẽ mang đến những điều tuyệt vời gì cho làng nhạc Hàn Quốc trong tương lai nữa nhé. Cảm ơn Mibo đã xem hết video. Còn bây giờ, nhớ đăng ký kênh và ấn quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi KD có video mới. Đây là kênh KD K-pop. Xin chào và hẹn gặp lại vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần lúc 19 giờ. Bye bye!